Rồi, ok, xin chào các bạn nhé. Và đây là cái cách mà mình gấp chiếc máy bay. Mình sẽ lựa cái giấy màu để cho các bạn dễ nhìn. Mình gấp đôi cái tờ giấy theo chiều ngang lại nhé. Rồi sau đó mình gấp theo chiều dọc, cũng gấp đôi lại. Rồi. Úp lại cái này nha. Ok. Và ta đẩy lên. Nó ta gặp lại. Căn chỉnh phần này cho chuẩn nhé. Bẻ này xuống này. Tiếp theo đến đây. Chúng ta gấp đôi này lại này. Cái đường này nó thẳng vào cái đường này nhé. Ok. Okay, cái này. Đây, bây giờ ta nhét cái đúc này vào đây nhé. Rồi. Ta gấp từ đây thẳng về đây.
gấp cái cánh này này, nó song song với cánh này nhé. Rồi, ok. Như thế là ta đã xong chiếc máy bay rồi. Rồi, chúng ta chỉ bay thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé.